Các bạn hay thường hỏi là tại sao một số cửa hàng kinh doanh trà sữa cà phê rất là đông khách và thành công, trong khi mình thì tìm đủ mọi cách vẫn phải gồng lỗ. Bởi vì khi bắt đầu kinh doanh, họ đã chuẩn bị rất là kỹ lưỡng về các cái chiến lược kinh doanh, chứ không phải khi làm họ mới bắt đầu tìm hiểu. Video này thì sẽ chia sẻ cho các bạn 4 cái lý do mà họ kinh doanh thành công. Một là chất lượng của đồ uống phải vượt trội, nguyên liệu chất lượng cao, cái sản phẩm phải đa dạng, phải bao gồm trà sữa, trà ô long, trà hoa quả, cà phê và kem tươi. Cái thứ hai là vị trí kinh doanh phải đắc địa. Ba là marketing phải hiệu quả bằng các cái chiến dịch quảng cáo hấp dẫn. Bốn là cửa hàng phải nhận được cái sự hỗ trợ đầy đủ từ hệ thống độc quyền như đào tạo, pha chế, marketing, cung cấp nguyên vật liệu chất lượng cao, giúp các cửa hàng có cái nền tảng vững chắc để phát triển. Hiền đã tổng hợp toàn bộ những chiến lược để giúp các bạn kinh doanh thành công, để các bạn có thể tự về mở cửa hàng kinh doanh cho riêng mình. Các chiến lược này sẽ được Hiền chia sẻ trong 2 ngày tại khóa học pha chế tổng hợp của Pozaa Tea. Chỉ còn 50 slot khuyến mại, giảm từ 5.999k còn 999k. Bí mật để các bạn tự xây dựng cửa hàng của mình thành công. Với số vốn khởi nghiệp ít ỏi, Hiền sẽ hướng dẫn các bạn lộ trình từ A đến Z dành cho các bạn mới kinh doanh khởi nghiệp. Làm thế nào để các bạn biết mở một cửa hàng với cái số vốn nhỏ mà vẫn đông khách và uy tín. Đặc biệt, Pozaa Tea sẽ kết nối với bạn với các cái nguồn nguyên liệu chất lượng cao để khách hàng ưa thích, giúp bạn kinh doanh dễ dàng và đông khách. Bạn nào quan tâm, hãy bấm ngay vào link đăng ký tham gia học dưới đây. Hẹn gặp lại bạn trong khóa học đào tạo pha chế tại Pozaa Tea.